Hello, chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel của Đạt Jimmy. Và clip tiếp theo của mình trong ngày hôm nay thì mình sẽ đi để chiến vượt ải nha. Nói chung là mỗi ngày mình đều có một clip để chiến vượt ải cho anh em cả. Nhưng lúc hoạt động này đang còn thì mình sẽ cố gắng làm được vài clip nữa. Ok, cố gắng làm vài cái hoạt động này thì chắc là ngày mai là kết thúc rồi. Còn 39 giờ tức là hết hôm nay và ngày mai nữa là kết thúc. Nên mình cũng tranh thủ làm vài clip nữa. Nói chung là mình để up dành cho anh em. Anh em nhớ ủng hộ cho mình theo dõi, đừng có quên những cái thao tác ủng hộ cho mình. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và xem clip của mình thì nhớ like video ở đây, subscribe ở đây và kích quảng cáo ở đây và ở đây. Wow, bang bang 2 và truy kích 2 đang là những quảng cáo game không anh em, rất là phiền lòi đấy. Rồi, ok thế nha, bây giờ mình tiếp nối tới ải 27. Chán ghê, người ta đi tới trăm mấy ải mà mình mới đi tới ải này chơi bờ gì. Rồi ải này thì gặp mấy cái thanh niên 3D này thì mình cũng không ngại đâu. Mình sẽ kiếm trận hình nào đó tấn công một chút. Ok, Lão Sike và Luffy. Đây là hai thanh niên phối hợp nhau rất là nhịp nhàng và ăn ý. Mình sẽ chích Sike ông này lại. Luffy thì đánh hàng dọc cho nên mình sẽ đặt ở đây luôn. Và mình cho Luffy đánh thứ nhất luôn. Tại vì cái ông này là ông người đánh đầu tiên. À, làm mục tiêu bị mất sức hai lần. Mất sức hai lần hả? Mất sức là không thể tích nổ đó hả? Phải không? Không phải, thoát lực mới là không thể tích nổ chứ. Còn mất sức là cái gì mình cũng không rõ nữa. Thôi mình cứ đặt nó đi. Có gì chúng ta sẽ thí nghiệm sao. Con này sẽ là búp nọ nè. Rồi mình đặt thêm Kaku nữa. Có cả Kaku nữa bạn. Thế thì tem này thảm thương rồi. Thích là mình đặt đây luôn đó. Cho nó đá được 3 người. Đặt ở đây đá được 3 người không ta. Đặt ở dưới đây để đá được 3 người không ta. Rồi Hina ngục tối mình sẽ đặt ở bên đây nữa. Ok vậy đi. Rồi, tem bây giờ là cũng ổn định rồi. Có trai có gái mà đánh nhau là phê loài này. Vậy đi. À, chúng ta cùng xem. Đấy, cú đấm đầu tiên các bạn. Ui, nó, ông vẫn chưa xuất hiện trạng thái đó. Trạng thái mất sức rồi chẳng thì mình lại quên mất rồi. Ông ơi, vẫn được 3 người. Tốt, 3 người thì tốt. Rồi, giảm nọ. Luffy giảm tấn công. Ui trời, giờ mất sức chi nữa. Vẫn không có các bạn. Không có mất sức gì hết. Ông này ông gào quá, ông không có xuất hiện. Rồi, Luffy của mình bắt đầu lên cân điên rồi. Mỗi lần lên cân điên là nó đấm chết người anh em ơi. Mấy con chưa biết xác định là vừa. Rồi một em đã hy sinh. Không biết lý do tại sao mà em này chết không kịp ngáp. Rồi xong túi. Tem này chết nhanh vãi. Mình chưa kịp thể hiện cú đâm thứ hai của Luffy nữa. Có thể là cú đâm thứ hai của Luffy không được phát huy tác dụng. À chắc là được. Mình nghĩ chắc là được rồi. Yeah. Tôi chưa nhốt lòng. Thôi ôi Luffy đâm cú nào là chết cú đó anh em ơi. Chúng ta phải né Luffy ra. Đặc biệt là đừng có đụng tới con bò của nó. Ải 28. Ủa, Chopper xuống ra. Đây là lần đầu tiên mình thấy Chopper. Cho nên mình sẽ cho nó vào trận hình mình chơi thử luôn cho anh em. Dù là thua mình cũng sẽ chơi. Jojo kim cương hả? Kim cương đánh hàng dọc. Được rồi, mình chơi luôn. Biết là nó giảm nội mà không sao, mình vẫn chơi. Mình chơi ba búp nội luôn cho nó lành. Đó, chơi luôn cho nó phê lòi rồi anh em. Để mình coi coi Jojo kim cương có thể sống được sót được như thế nào. Đây là một thanh niên giàu nhất của NB anh em. Nhà kim cương không? Nhà là bằng kim cương, thậm chí cái tay mà cũng làm bằng kim cương, con mắt cũng làm bằng kim cương, bộ râu cũng làm bằng kim cương, tất cả đều bằng kim cương. Rồi, và anh ấy sắp chết rồi, anh ấy sắp chết rồi, đây là một kịp bao một phát và chấp bờ sẽ hồi máu cho anh ấy. Yeah, cũng được khá khá máu đó các bạn. Rồi, hiện nay một tối có bao, dùng kỹ năng nhốt lòng và chị ấy cũng bị choáng luôn. Đây đúng là con chiêu, con dao hai lưỡi hoàn hảo và chết luôn rồi. What? Mình chỉ muốn trận hình này thí nghiệm cho bờ thôi mà. Sao lại chết nhanh thế này? Thì là thanh niên giàu với quanh bay đã chết queo rồi. Wow! Wow! Khiên một giọt nhiều vãi. Rồi à, thua. À, đây là cái gì của ông Ken mà sao ghê vậy anh em? Không lẽ là bồ nhí của ông Ken? Phát hiện bồ nhí của ông Ken rất nhiều chứ. Kinh dị thiệt. Mình sẽ làm mới kiếm trận hình thơm ngon để mình chơi. À, Ken đen Ken. Ken đối đầu với bồ nhí nè anh em. Chúng ta cùng xem Ken sẽ đối đầu với bồ nhí như thế nào nha. Con này giảm nội ghê quá, mình chán nó đi. Con này không quan tâm, con này cũng không quan tâm. Mình chỉ quan tâm con này thôi. Rồi, mắc dù hầu Mirella đúng không? Ui xài ơi, trận hình này là chó điên rồi anh em ơi. Trận hình chó điên đây rồi. Giết hết. Rồi. Ok, không cần quan tâm mấy cái con búp nọ nó bị gì cả. Chỉ cần biết là nó búp đủ nội cho mình ba đứa là được. Rồi, xác định là có thật. Rồi xong nửa cây mất chịu hao bâu phát nữa lần chết thì con. Ôi trời ơi, trận hình hoàn hảo kết hợp tuyệt vời.
có thêm giờ. Ôi giảm nợ à, chú thích giảm nợ hay không? Anh có tới 3 con búp nợ cho chú giảm tới tối, cho chú giảm tới tối luôn. Ken Ken đập nhẹ nhàng tình cảm trắng cay nè. À, xong chưa, xác định chưa, xác định đi là vừa. Trời ơi, giảm đi, giảm nổi đi. Nãy đứa nào bóp khi một giọt ta? À đây 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 đây, mấy ông nội khi một giọt đây rồi, hay lắm. Chú dám chơi anh à, sư phụ bậc thầy khi một giọt ở đây mà chú dám troll anh à. Ít ra mình cũng đánh được một đứa, đỡ hơn là không được đứa nào các bạn. Cứ từ từ đợi nó trải qua cái giai đoạn đó đi. Ghê vốn, ghê vốn. Cố gắng cầm cự đi các bạn ơi, các bạn bất nộ ơi. Ui giời, chết tôi rồi, chết tôi rồi, chết tôi rồi, còn xíu máu nữa. Mất chịu hầu chắc chết luôn quá. Chắc là chưa, vẫn còn bao đường cái nữa. Chết luôn. Mình không thể tin được là trận này lại thua thiệt luôn á. Đập mặt vô tường. Nuôi thảm hại thiệt chứ. Mình sẽ không thể tin được, không thể tin nổi. Mình sẽ làm lại một phát nữa, y chang như vậy. Và đã win, mình đã nói rồi mà. Rồi, ai tiếp theo, này là chúng ta đánh mấy con rùa siêu tốc, lại cái con rắn, rồi con Tomaro gì đây, này, con chó, Tarumo. Ôi trời, ai này sao mà không có tấn công thế? Chúng ta phải tìm tấn công thật là chuẩn xác đây mà, chứ nó không là không win được đâu. Ai này có Usopp ngon với Frankie ngon nè. Mình sẽ đánh thử trận này. Hay lắm. Một quốc nổ Kemi, tấn công của Moria, Superman các kiểu, ngoài ra chả còn ai đánh được nữa, chán thiệt. Mình thấy đứa nào lạ lạ mình đưa vào chơi cho vui nha các bạn. Ông Hôn Bát đi, ông này bịt khẩu trang sợ bị bệnh nhiễm vi khuẩn rồi, kỹ càng sạch sẽ vãi luôn á. Ok, bóp nổ do Frankie, xoay xoay, trời ơi đốt cháy nha con, mấy cái trận phải đốt cháy hút máu thốn vãi luôn á. Moria dùng được chiêu cắt cư, cắt cư và cúc cư. Ở nhà con nó giảm nộ à? Mày thì giảm nộ này, nó hấp chết rồi, vài chiêu nữa thôi. Ố ố ố, what, gì mạnh vậy? Vinh vơn, chết rồi, rồi thôi máu kìa. Thôi, xong với em dài, phong với em dài. Trời ơi, tụi nó mạnh quá. Mấy cái ạ này trở đi nó mạnh thiệt á. Mình sẽ đi làm mới, rồi, trận này thì khỏi thua đi. Robin trắng nó 100% là có thật. Con này nó giảm nổ đúng không? Được rồi, mình không chơi với nó, mình đặt ở dưới đây. Cho đi trước luôn, cho Liu Huy đi trước luôn. À, có búp nổ không? Không có búp nổ luôn các bạn. Thôi thì mình chơi Nami. Nami, Robin đi cuối cũng được, không sao cả. Marco hả? Marco là bị giảm nổ. Ok. Rồi, đặt ở đây đi. Marco ở đây hả? Marco ở đây thì nó lại giảm nổ hàng ngang. Nó giảm được hàng ngang, tức là nó giảm được con Nami của mình đúng không? Chơi luôn. Nami của mình không cần nọ, nó chỉ cần đánh thường để giảm nọ thôi là được rồi. Ok. Ôi trời ơi, chết đi. Này thì giảm nọ ta anh này, anh giảm nọ lại chú liền chứ. Gắn 100% nha, không cần phải né đâu, không cần phải lường lách né đâu. Rồi ok. Ok. Berona này, Berona Haki, vãi thiệt. Chưa sinh ra nữa. Mày hả con? Ồ, rác quỷ anh em. Mỗi lượt sẽ bị rất nọ. Ôi trời ơi, nó chán ghê thật. Giờ Luffy có nọ thôi anh em ơi, chúng ta cố gắng chờ đợi. Chờ đợi là hạnh phúc. Chờ đợi là hạnh phúc. Chăm nọ rồi, chăm nọ rồi. What? Chưa đủ nọ à? Chưa đủ nọ anh em ơi. Cái này thì còn dài. Một tuần nữa. Một tuần nữa thôi. Cố gắng. Chúng ta phải chờ đợi. Chờ đợi là hạnh phúc. Hết chơi băng trụ dơ bách mẹ. Ok, ok, rồi có nổ ra đi em ơi, mình đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Trời ơi, sự hy sinh rất là lớn khi mà mình chờ nổ mình á. Hy sinh gần chết cả tem luôn rồi, Nami bay sát luôn rồi. What? Rồi, đá đè, tuyệt chiêu đá đè, Luffy đấm chết được con, trong khi là cái con nó trắng cay. Chết. Trời ơi, thiếu miếng nữa mới cay á chứ. Mày thích dùng chiêu của Kizaru mà đánh tao không? Kizaru này. Chết, hay quá. Win, tụi may là win đó các bạn. Cái con chó lè lưỡi này nó nãy giờ nó núp đằng sau, nó không mất một giọt máu các bạn. Ôi sợ chú cứ đứng im cho anh hành hạ đi là vừa. Rồi chết với bàn tay của Robin. Quá là nhục nhã vậy chè. Rồi, ai 30 mà lại gặp Robin nữa ha. Rồi, giết Robin luôn anh em. Robin này chỉ là Robin giả mạo thôi, các bạn đừng có lo. À, trận này lại có Luffy nữa à. Ok, mình nhớ là con Robin nó nằm ở đứng ở vị trí sau. Mình nhớ là như vậy.
Ok, chơi thôi. Chắc là mình đặt Frankie dưới này. Trên đây chắc mình đặt Yoro với lại Doflamingo. Trận hình mình có một búp nọ chắc là cũng tạm ổn á. Chơi nào. Đấy, mình nhớ mà. Mình nhớ rõ ràng là con Robin đánh đất bằng sau. Bây giờ đặt Yoro dưới là ngon rồi. Bây giờ Luffy của mình nó bị giảm nổ quá, sao chơi. Giảm nổ quá. Đúng rồi, đốt cháy. Những được ba người là thơm ngon rồi. Xài rồi. Rút lần 2k6 là cũng quá quá ngon rồi các bạn. Uầy Luffy ơi, tại sao chết nhanh vậy? Trời ơi, trận hình của mình phụ thuộc vào Luffy mà. Trời ơi, nó giảm đạp, nó né, nó giảm nổ các kiểu không ra điện. Chết cho con, quá hay. Nổ của mình vừa đủ để bảo hàng dọc là thơm ngon rồi. Rồi, ông này mình không lo nữa. Ông chỉ biết choáng người ta thôi. Ôi trời ơi, nó giết người kìa. Cũng may là mình còn một ông máu giữ phòng, nó là tiêu tùng rồi. Kinh vồn thật, mấy cái đứa này nguy hiểm vai đai. Mày thích choáng không? Thích choáng không? Ôi trời, gần chết. Ôi trời lục. Yoro chém thường mảnh vãi. Vậy là Yoro đã giết Robin rồi anh em ơi. Thật sự là trong băng chung team với nhau mà lại tàn sát nhau vậy. Mình cũng không hiểu tại sao. Nhưng mà cái Robin này dù sao cũng là Robin giả mạo cho nên mình giết cũng là đáng. Đáng đời, cái này gọi là đáng đời. Này, ok. Để chiến vượt ải không biết là phần bao nhiêu của mình. Thì hôm nay đến đây kết thúc thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi. Cũng như là chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ, tuyệt vời. Và xem clip của mình thì đừng quên những cái thao tác quen thuộc để ủng hộ cho mình. Đó chính là like video ở đây, đăng ký kênh, subscribe ở đây. Và quảng cáo thì nó là ở đây và ở đây rồi. Rồi, quảng cáo này nó mất tiêu luôn rồi. Mình reset lại video xíu nha. Ok. Reset lại nó sẽ có thôi anh em. Người ta đang quảng cáo Yugi H5 thì phải. Đây, like đây, đăng ký kênh, subscribe mình ở đây. Và quảng cáo ở đây nha. Kích nhiệt tình vào hộ cho mình. Đó. Ok, thế thôi. Lát nữa mình sẽ đi chuyến cuối cùng với Berona Sura. Mình chưa bao giờ đi chuyến cuối cùng Berona của người ta. Của người ta chứ không phải của mình nha các bạn. Đây. Ok. Hiện tại thì mình đã thuê rau trắng. Nhưng mà hôm nay mình sẽ thử thách mình đi cùng Berona. Lâu lâu đi cùng tướng nào lạ lạ một chút thì nó sẽ vui hơn các bạn. Rồi, ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.